thần Amen. Này nữ vương thiên đàng hãy vui mừng hallelujah. Vì Đức Mẹ đã đáng thương mang trong lòng hallelujah. Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa hallelujah. Xin cầu cùng Chúa cho chúng con hallelujah. Lạy nữ đồng trinh Maria hãy hỷ hoan khoái lạc hallelujah. Vì Chúa đã sống lại thật hallelujah. Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng qua bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa, cùng là Chúa chúng con đã sống lại. Xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hàng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thần có một Đấng Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thần Đấng Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã ban truyền cho Hội Thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đấng Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đấng Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tăng và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, là Đấng chọn tốt chọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng chọn tốt chọn lành vô cùng, Chúa đã dựng lên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Khi con lo buồn đau đớn cùng chê ghen mọi tội con trên hết mọi sự, con dâng lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Thánh lễ sáng hôm nay chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho các nghi lễ sau đây: Đa Minh Nguyễn Hiệp, Đa Minh Phạm Hiền, Doan Kim, Lê Tiến Trạch lễ dỗ, Gregorio Lê Quang Nhạc lễ dỗ, Phêrô Lê Văn Trang, Vincent Hoàng Trịnh Hoàn, Anna Vũ Thị Nguyễn Thị Vũ Nguyên Hương, Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh, Katarina Nguyễn Thị Mến, Maria Lê Thị Đức, Maria Phạm Thị Đông, Maria Phạm Thị Bạch Yến, linh hồn Maria Tâm và thân nhân họ Nguyễn, Odil Triệu Kim Lan, các linh hồn ông bà cha mẹ anh chị em nội ngoại. Và chúng ta cũng cầu nguyện đặc biệt thứ tư nhắc nhớ để chúng ta sùng kính Thánh Giuse.
Xin Thánh cả Giuse cũng cầu bầu cho mỗi người chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và giờ đây chúng ta xét mình ăn năn sám hối, Thiên Chúa thứ tha những lỗi lầm, những khiếm khuyết của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là nguồn sống của các tín hữu, là vinh dự của kẻ thấp hèn, là hạnh phúc của người công chính. Này chúng con đang khao khát trông chờ những hồng ân Chúa hứa. Xin nghe lời chúng con tha thiết nài van và ban cho được thỏa lòng ước nguyện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chức sắc công vụ tông đồ. Bấy giờ lời Thiên Chúa lan tràn và phát triển ông Ba-na-ba và ông Sao-lô. Sau khi đã chu toàn công việc phục vụ tại Jerusalem thì trở về đem theo ông Gioan, cũng gọi là Marco. Trong hội thánh tại Antiochia có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Ba-na-ba, Simeon biệt hiệu là Đen, Lucio người Kyrene, Manaen, bạn thời thơ ấu của tiểu vương Herode, và Saulo. Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo, hãy dành riêng Ba-na-ba và Saulo cho ta, để lo công việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Vậy, được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Seleukia, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Síp. Đến Salamin, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do Thái. Đó là lời Chúa. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa. Chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa. Chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa Trời du thương và chúc phúc.
xin tòa ân tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh. Người cai trị muôn nước theo đường chính trực và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyên Chúa Trời ban phúc lộc cho ta, ước chi toàn coi đất kinh sợ Người. Alleluia. Alleluia. Chúa ơi, tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ nhận được ánh sáng đến tại sự sống. Alleluia. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Đó là lời Chúa. Và chúng ta tiếp tục nghe kể lại những sư vụ của các tông đồ. Và chúng ta thấy cái đoạn hôm nay thì nói về gọi là những cái thành công. Nó là lời của Thiên Chúa được lan tràn, được phát triển rất là rộng ra đến nhiều nơi. Và đồng thời chúng ta thấy ở trong những cộng đoàn thì chúng ta thấy là cũng đã có những người được soi sáng, được trở thành giống như là những người lãnh đạo. Cái đó là một trong những cái điều ở trong cái cộng đoàn. Ngoài việc là chúng ta giáo dục cho giáo dân, cái việc để mà đào tạo, để cho những cái người có khả năng để mà tiếp tục hướng dẫn và dạy giáo lý vân vân. Và chúng ta thấy đó luôn luôn là cái điều rất là cần thiết và ưu tiên. Và chúng ta thấy những cái hình ảnh đó ở trong những giáo hội sơ khai, chúng ta cũng đã thấy có những người được Thiên Chúa ban cho những cái đặc ân, có những người mà sau khi tin vào Chúa rồi thì được mời gọi để phục vụ
trong những cái vai trò đó. Và chúng ta thấy là trong tất cả những cái công việc đó, một cái điều rất là rõ ràng đó là luôn luôn có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Chúa Thánh Thần kêu gọi. Và đó cũng là một cái thách đố. Nhiều khi bảo là Chúa Thánh Thần còn đâu có thấy đâu, Chúa Thánh Thần là gió, Chúa thổi đâu thì biết đấy, phải không? Nhưng mà cụ thể của Chúa Thánh Thần là gì? Chúa Thánh Thần là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Nếu mà nói một cách cụ thể đó là nhiều. Đó là Thánh Augustino ngài nói. Đó, thì khi mình hiểu được như vậy đó thì mình sẽ thấy nó dễ hiểu hơn. Đó. Đương nhiên thì mình diễn tả nó giống như một cái con người, nhưng mà thực sự Chúa Thánh Thần chính là cái tình yêu, sức mạnh của tình yêu. Khi mà yêu thì người ta làm được hết tất cả mọi sự vào. Và đó chính là Chúa Thánh Thần mà chúng ta được gọi là nhắc nhở. Và đó là điều mà chúng ta cũng cần phải là cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mỗi người chúng ta. Nhưng mà cái cốt lõi của nó, Chúa Thánh Thần vẫn chính là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Hai người khi người ta yêu nhau đó, cái tình yêu của họ không phải là cái sự tình yêu co cụm lại, nhưng mà cái tình yêu đó lan tỏa ra con cái, lan tỏa ra tất cả những người xung quanh. Và Chúa Thánh Thần chính là Thiên Chúa, và là tiếp tục hướng dẫn thánh hóa giáo hội, mở mang giáo hội, cũng như là hướng dẫn tất cả mọi người chúng ta. Trong bài đọc phúc âm thì chúng ta thấy thì Chúa Giêsu cũng một lần nữa cũng nói là ai tin vào tôi thì không phải tin vào tôi, tin vào đấng đã sai tôi, nhưng mà ngài nói là tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối nữa. Đó, một lần nữa là Chúa Giêsu nói là Chúa Giêsu là cái ánh sáng, là cái người soi dõi. Có lẽ nhiều khi bảo ở viết Chúa là ánh sáng vậy, nhưng mà con thấy sao cuộc đời của con nó cứ tối tăm như vậy. Rồi nhiều khi bảo không biết là Chúa nói ở đâu. Thì bây giờ tôi hỏi quý ông bà và anh chị em, chú anh bà nghe chị em nghe Chúa nói ở đâu? Có biết không? Đang nghe thấy Chúa nói bao giờ chưa? Không có ai dám trả lời đã. Khi mỗi khi mà mình công bố lời Chúa này, Chúa nói với mình phải không? Rồi Chúa nói ở đâu nữa? Chúa nói qua lương tâm của mình phải không? Thâm sâu ở trong tâm hồn của mình không? Rồi Chúa nói với mình khi mà mình làm một cái điều gì đó mà nó sai quấy, mình có bình an không? Không vào. Đó thì đó là những cái cách mà thực sự Thiên Chúa nói. Thì Chủ nhật vừa rồi đó, cái lễ 7 giờ tối hôm thứ Bảy, thì sau khi lễ xong thì tôi thấy có hai cậu Mỹ khoảng chừng 18, 19 tuổi gì hết vào, xong rồi hỏi tôi vào rằng hồi nãy trong bài giảng cha giảng về gọi là chiên của Chúa thì nghe tiếng Chúa, vậy thì cha có thể giúp cho con biết làm sao mà con nghe con nhận ra được tiếng Chúa không? Còn chắc hai cậu đã đoán là chắc là muốn đi tìm hỏi ơn gọi gì đấy. Thì bắt đầu thì tôi cũng không biết trả lời làm sao, nhưng mà sau đây rồi thì tôi cũng kể lại câu chuyện tôi đi tu như thế nào, gần kém là như vậy. Và cách đây 2 năm thì Đức Thánh Cha cũng trong cái ngày lễ Chủ nhật Chúa Chiên Lành, thì ngài có viết một cái bài suy niệm làm sao để chúng ta phân biệt được đó là cái tiếng của Thiên Chúa hay là tiếng của ma quỷ. Thì có 8 cái điều như thế vậy. Cái điều thứ nhất đó, là nói về sự tự do. Tôi có tự do không? Tiếng nói của Thiên Chúa không bao giờ ép buộc chúng ta. Thiên Chúa đề xuất chính ngài, ngài không áp đặt chính ngài. Ngược lại, giọng nói ma quỷ thì quyến rũ, tấn công, áp đặt. Nó khơi dậy những ảo ảnh rực rỡ, những cảm xúc đầy cảm dỗ nhưng chóng qua. Đó là Thiên Chúa, cái đợt đầu tiên là Thiên Chúa không có ép chúng ta, luôn luôn nó là cái sự lựa chọn tự do thôi. Chúng ta thấy cái bài đọc chúng ta vừa mới nghe cũng nói vậy. Đó là Chúa bảo ta không ép đặt đâu, nhưng mà nếu Chúa là ánh sáng, mình không chọn ánh sáng có cái hậu quả. Đó, cái đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là tôi đang bị tâng bốc. Nó làm cho chúng ta tin rằng chúng ta toàn năng. Nhưng sau đó nó khiến chúng ta trống rỗng bên trong và buộc tội chúng ta. Bạn không có giá trị gì cả. Trái lại, tiếng nói của Chúa sửa chữa chúng ta với sự kiên nhẫn tuyệt vời, nhưng luôn khuyến khích chúng ta, an ủi chúng ta. Nó luôn luôn nuôi dưỡng hy vọng. Nhiều khi thì người ta cũng nói là mình chỉ cần muốn cái gì là mình có thể làm được, thì một phần nào cũng đúng. Nhưng mà nếu như mà mình
hiểu như vậy có nghĩa là mình cũng trở thành giống như là Thiên Chúa, đó là chúng ta đi thật được. Đương nhiên nó có cái giới hạn, con người làm được rất là nhiều thì người ta vẫn nói là nếu mình không mơ thì mình sẽ sẽ không có cái gì hết, đúng như thế, nhưng mà nó có cái giới hạn của nó. Còn nếu bằng không đó, là chúng ta sẽ trở nên kiêu ngạo, kiêu ngạo đó. Rồi tôi có đang nhìn về phía trước hay không? Tiếng nói của Chúa là tiếng nói của một chân trời, trong khi giọng nói các ác quỷ dẫn chúng ta đến một bức tường, nó đẩy bạn vào góc tường. Ma quỷ nó sẽ không bao giờ giúp chúng ta xây dựng đâu. Đó, cái đó là một cái điều chính vì Chúa Cha. Và ma quỷ luôn luôn nó tìm đủ mọi những cách để nó càng cản trở chúng ta làm sự tốt, đến với Thiên Chúa, đến với nhau. Đó, chính vì vậy mà Chúa Cha nói là cái bức tường như vậy. Ma quỷ nó không giúp ta xây dựng đâu, nó chỉ đổ vỡ, làm cản trở tất cả mọi sự. Tôi có sống trong hiện tại không? Đó, tiếng nói của ma quỷ làm chúng ta sao lãng hiện tại và muốn chúng ta tập trung vào nỗi sợ hãi về tương lai hay nỗi buồn về quá khứ. Ma quỷ không muốn hiện tại, nó mang đến sự cay đắng, những ký ức về những sai lầm gây đau đớn, những người đã làm tổn thương chúng ta và nhiều kỷ niệm xấu. Ngược lại, tiếng nói của Thiên Chúa nói về hiện tại, bây giờ con có thể làm tốt, bây giờ con có thể thực hiện được sự sáng tạo và tình yêu, bây giờ con có thể từ bỏ những hối tiếc và hối hận khiến trái tim con bị giam cầm. Tiếng nói đó truyền cảm hứng dẫn ta đi tới và nói ngay trong hiện tại, ngay bây giờ. Có lẽ cái điều đó rất là đúng. Nếu mà lời của Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ khuyên chúng ta tha thứ, bỏ qua, chín bỏ làm mười. Còn nếu như mà chúng ta cứ khư khư, chúng ta giữ lại, biết rằng những cái điều đó nó rất là đau đớn, nhưng mà chúng ta không có cái lựa chọn nào tốt hơn, đó là chúng ta phải tha thứ, chúng ta phải bước đi thôi. Đó, có cái đó. Rồi cái điều thứ năm, nó có nói về cái tôi. Tiếng nói từ Thiên Chúa sẽ là điều gì tốt cho con. Ngược lại, tiếng ma quỷ nhấn mạnh vào một câu nói khác: tôi cảm thấy như thế nào. Điều tôi cảm thấy là tiếng ma quỷ xoay quanh cái tôi, thôi thúc đòi hỏi mọi sự phải có ngay. Nó giống như cơn thịnh nộ của một đứa trẻ, một thứ phải có ngay bây giờ. Ngược lại, tiếng Chúa không bao giờ hứa hẹn niềm vui thấp hèn, nhưng mời gọi ta vượt lên cái tôi của mình để tìm thấy sự tốt lành và bình an thực sự. Có lẽ nhìn khi cái niềm vui thấp hèn là vui chóng qua, niềm vui ta trả thù được đó một cái, ôi vui, hết sức là vui. Nhưng mà sau đó thì lại buồn. Việt Nam có cái câu gì, cái gì chưa đánh được người thì mặt đỏ như vàng, không đánh được người rồi thì mặt vàng như nghệ, không? Đó là những cái niềm vui nó thấp hèn nhỏ bé thôi. Đó, và đó không phải là cái tiếng của Thiên Chúa. Rồi thứ sáu, nó có để lại dư vị nào? Cái ác không bao giờ mang lại cho chúng ta sự bình an, nó gây ra sự điên cuồng trước tiên và để lại sự cay đắng sau đó. Đó là phong cách của cái ác. Đó thì mình cũng có câu gọi là không có lấy ác để mà báo ác, nhưng mà lấy sự thiện để làm tất cả những cái điều đó. Rồi số 7 là tôi tìm kiếm ánh sáng hay bóng tối. Tiếng nói của Chúa và của ma quỷ cuối cùng phát ra trong các môi trường khác nhau. Ma quỷ thích bóng tối, giả dối và buôn chuyện. Chúa yêu ánh sáng mặt trời, sự thật và sự minh bạch chân thành. Đó thì chúng ta thấy là trong cái bài báo cung âm hôm nay cũng nói về ánh sáng. Ánh sáng của sự thật, ánh sáng của sự chân thành ở trong đó. Rồi cái thứ 8, tôi có hướng đến niềm tin tưởng. Ma quỷ sẽ nói với ta, hãy tự khép mình lại, không ai hiểu và lắng nghe bạn đâu, đừng tin ai cả. Ngược lại, Thiên Chúa mời gọi chúng ta mở lòng ra để hiểu rõ và tin tưởng vào Thiên Chúa, cũng như tin tưởng vào người khác. Cái đấy, chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa, chúng ta chơi với Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ biết cách để rồi chúng ta chơi với nhau, chúng ta sống với nhau. Vì chỉ trong những cái ngày mà dẫn chúng ta đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, đó là cái món quà rất là quý giá. Ai trong chúng ta cũng đã đón nhận cái món quà đó. Nhưng mà nhiều khi chúng ta có cái món quà đấy, nhưng mà chúng ta không biết cái giá trị của nó, và chúng ta cũng không gọi là ý thức được gọi là Chúa Thánh Thần luôn luôn ở với chúng ta để hướng dẫn với chúng ta, để chúng ta xin Thiên Chúa để rồi trong cuộc sống chúng ta nhận ra được đâu là những cái tiếng nói của Thiên Chúa để giúp chúng ta sống cái cuộc sống này
để chúng ta có cảm nhận được cái sự bình an thật sự. Amen. Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tùng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Cùng giọt nước mà ta trong việc này xin cho chúng con là thông phần thiên tình, chia sẻ thân phận làm người với chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tùng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên củ uống thiêng liêng cho chúng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hy lễ chúng con dâng trước tôn nhàn Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của anh chị em để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu nguyện cho chúng ta cùng hòa thế hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi thật kỳ diệu, là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiến trở nên mình và máu thánh Đức Kitô, để chúng con được thông phần vào thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hành diện tung hô Chúa, khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là trinh đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ việc hiến dâng thân xác mình, làm hy lễ thật trên thập giá, người kiên toàn các hy lễ xưa, và khi phó mình cho Chúa để cứu độ chúng con, người đã tỏ mình là tư tế, là bàn thờ và là con chiên. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cùng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tùng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.
một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con là chuyện Chúa chịu chết và tuyên xưng mùa sống và cho lời Chúa. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Bicae chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bảo hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Tin nhờ người, với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin loay thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thành ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới nhờ kết hợp với Đức Kitô phục sinh, người hàng sông và hiên tri muôn đời. Chúa cùng anh chị em và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành xuống trên tất cả anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Chan chưa nín điều bởi con em cha hòa thân mẹ hiền thương ngàn muôn xin dâng lên mẹ thương yêu.
trong khi gian vui con dâng lễ mẹ, hình yêu tin rất trang nghiêm.